Và huy chương vàng này sẽ có lợi thế ở cuộc đua cuối cùng. Vì vậy các bạn hãy cố gắng lên nhé. Xin mời Lan Ngọc đi. Mọi người ơi, bình tĩnh đi, tụi mình đã thể hiện đi. Khoan đã, Lan Ngọc đợi tôi qua đứng đây, tôi chuẩn bị tôi cười ạ. Mọi người có biết không, là một cái kỹ năng đơn giản của bowling thôi, có nghĩa là mình phải hạ người thật là sát. Ok, đồng ý. Thì trái banh nó mới đi. Trái banh nó mới đi. Sao? Vinh thì có thể chứ hai đứa kia thua. Mấy đứa chơi dở hay là màu lắm. Lẹ đi. Cố lên. Bắt đầu. Chị Ngọc, cố lên. Ủa. Ê vô nha. Chưa có style đâu thắng rồi mà bồng. Ủa? Cũng như không à. Ủa là chỉ tính như vậy thôi hả? Phải tính ngã hết. Để em coi. Anh làm em trời đúng chị. Là gì vậy? Huy ơi. Trời ơi, mình bàn chắc rồi anh em ơi. Một trái, anh đã vô. Không, em cũng giỏi rồi đó. Để coi nè, lên mút nha. Anh chơi chưa? Rồi. 3, 2, 1. Rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Trả luôn mày ơi. Trả à? Không có cái nào. Trả luôn mày ơi. Trả luôn mày ơi. Trả luôn mày ơi. Trả luôn mày ơi. Nào là mấy người chơi dở. Mắc luôn quá. Mắc chung lớp không. Đến cuối cùng là trong đội là em giỏi nhất. Thôi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Cái đà này nó Sôi. Tôi đổi đội được không mà. Sôi. Một, hai ba. Win. Hai ba. Win. Tôi đội khác á. Ông đang làm gì thế? Tôi đội khác. Win. Mang ơn. Ủa sao anh nói gì vậy? Ủa dễ đẹp. Cái này hơi trắng giá mà bên trái á, nên em phải nhắm vào bên phải chút. Nó đen, nó băng vô là vừa. Đại đi, nó cũng ra ngoài à, khỏi cần nhắm. Rồi sao nữa? Xong cái em đi lên. Ấy là cái chớn nó ấy. Cái chớn nó sẽ đẩy cái người mình lên. Đúng rồi. Trời ơi, thật lâu à.
cơ hội cuối cùng. Đó là phải chị. Chắc ơi. Chịu không? Ba lần. Công tử hơn mỗi cày. Đúng rồi Zach. Né qua. Ba. Nắm hai. Hai. Chắc hai con này vô nè, hai con này vô nè. Ngón trỏ để ở ngoài. Đúng rồi. Ba. Hai. Một. Bắt đầu. Ra. Hey. Ngay đây là lụm. Cứ ngay đây là lụm. Đó bắt đầu dạy nhau nè. Nếu không biết chơi chỉ nhau kìa. Rồi coi chơi sao nha, dạy nhau nè nha. Ok. Đây là canh nè. Wow, trời ơi ghê chưa? Đo đồ cũng dư không à. Tính toán ghê thiệt. Không, okay. Người ta dạy nhìn chuyên nghiệp phân đội này. Anh Giang, đây là team không biết chơi bowling trước đó nha. Rồi thôi chơi đi. Nhưng hãy xem người ta chơi nè. Hỡi team đã chơi rồi. Đừng nói nhiều quá, thua nhục lắm. Ok, chuẩn bị. Né, hành này lực mạnh lắm nha. Lát, ở bên này nha. Không có vô đầu người ta nha. Xong các em đi lên. Ấy là cái chớn nó ấy. Thôi. Ăn giả cho đó mà nháp. Đấy, ý anh điện dễ hơn. Mấy ký. Số mấy? M. M đó. Hợp lý rồi. Hãy nhìn đây nè. Thiên tài thể thao là ở đây. Trắng ơi. Thật ra cái này là em đã tập trước cái đây 10 năm rồi anh. Ủa? Anh tin tưởng giao cho anh Thuận chơi đầu tiên luôn hả? Đúng vậy. Người ta đứng đầu xuôi luôn mấy lần mà. Kệ tôi. Bây giờ ai đầu xuôi? Không ai đầu xuôi. Ai đầu xuôi lắm. Để tôi sẽ hô cho. Mình cái dáng của Ly nó vậy nè nha. Vâng. Vào vị trí. Tạo dáng được không? Đấy, không được, Ly không còn làm được. Tạo dáng chuẩn. Xa dữ vậy? Ủa đi gần thôi. Chạy tới đây gấp té luôn nè. Các bạn ơi cẩn thận nha. Chạy tới đây nằm đóng. Kìa, mắt chớn đâu xa chứ gì. Chết rồi. Ủa cẩn thận. Ôi. Ai đã từng che đậu chúng tôi? Ai đã từng che đậu mấy đứa yếu đuối? Wow, đội anh Giang hay quá trời. Thành công, các bạn sẽ nhận được huy chương vàng. Ủa? Đội còn lại tiếp tục thi đấu. Có cái hôn rồi, đã nói rồi. Anh ơi, anh chơi thua quá. Cho em thử một lần chơi nhé.
không có thử được đâu nha. Ủa không chưa, không được luôn. Vẫn chưa được nha, vẫn đổi lại trái khác nha. Thông báo là một tiếng sau đội tôi mới trộn bánh xong nha. Thưa quý vị, đội chúng tôi lựa 15 phút chưa được trái bánh nào. Dạ ok, ok. Rồi, 1, 2, 3, go. Hay lắm. Wow. Wow. Hay lắm. Ôi, 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 ôi. Nè, mình đi về phía đó mình ngửa bàn lên trời nha. 2, 3. Không sao, mình thắng rồi. Vẫn nào mà đủ. Tránh đường đi, không thấy đường nè. Không thấy đường. Tránh đường đi, không thấy đường nè. Không thấy đường. Ra giờ mới những cái đội. Tránh đường đi. Cho sợ cái lấy thôi. Tránh đường đi. Tránh đường đi. Tránh đường đi. Ra. Đưa tay, đưa tay, đưa tay, đưa tay. Không, tay, lấy thôi. Đây, đây, anh cho nè, đây. Đi về. Được. Lát cái khúc xé bản tôi đi rồi biết thôi. Ok, tôi chờ cô gái. Thôi mình chưa chơi mạnh dinh. Có gì đâu mà sợ. Ân tin em mà em. Có okay. Là không có gì phải lo cả. Dạ. Cái thôi đằng lấy dinh. Đây, vậy. Coi Thiên Ngân mở màn nè. Thiên Ngân ngã cái là hai anh với Jack ngã luôn nha. Ok. Ngân. Nghe chị, lệch qua bên đó. Đúng rồi, lệch thêm miếng nữa Ngân. Tâm phải tịnh lại. Em hay là quên à. Tại sao không có chính kiến gì hết trơn vậy? Tại sao không có chính kiến gì hết đâu, vậy? Đâu, tại vì bé chưa biết chơi mà. Mày giữa nè. Méo vậy nè. Đó, thể vô giữa. Đặt cái tâm của mình về trái bóng. Dạ. Bóng và mình là một. Mình phải là bóng. Ê, được nha. Mình phải là bóng. Ê, được nha. Ê, được nha. Ê, được nha. Rớt rồi. Ê, được nha. Chị ơi, mà thúi mà đàn gì tăng. Coi cái ngồi kề. Chị ơi, mà thúi mà đàn gì tăng. Coi cái ngồi kề. Rồi, làm đúng không? Để anh. Có khi nào mình tới sáng ngày mai anh em? Một trái thôi cũng được anh. Được chứ. Chỉ cần một trái thôi. Một trái thôi để lấy danh dự của mình thôi. Một trái thôi. Chỉ một trái duy nhất. Chắc chắn rồi. Đây. Nãy giờ mình chưa cảm giác chậm vô trái bóng. Chưa, bây giờ mới anh nè đây con. Chỉ cần một trái. Một, hai, ba. Hãy bước phát lên. 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 Bên trước. Hãy bước phát lên. Hãy bước phát lên. Bên trước. Giờ phát lên. Có cái mặt nó kìa. Tôi kêu một trái là cứ mỗi lần mà đánh đúng cái mặt không bình thường hay sao á. Mới nghe là phát vẫn thua bên này. Đừng có làm cái trò đó, ok. Đừng có đổ hết. Bây giờ Jack chỉ cần ném ngã một pin nó là sẽ thành công. Dễ quá. À, dễ quá. Còn một trái là Jack. Jack đợi trong gậy cho em á. Còn một trái hả? Đâu, để mì canh nè. Đây, ô này, ô này. Ô này. Không sao đâu, em cứ ném đi. Anh tin là em sẽ không làm được. Lát nữa hả? Chị hãy để cho đội em được một cái thôi chắc. Một cái thôi chắc.
lấy lên anh. Một trái thôi, chắc một trái thôi. Chúng chị bây giờ nè, trời ơi. Tức quá. Một trái thôi, chắc một trái thôi. Chơi này không được ta. Ê anh em ơi, khỏe cái chân quá, cái tay em. Look at me and look at you. Look at me and look at you. Look at you. Yeah, vô. Bắt đầu nha. Ủa anh hả, anh quăng vô đầu em là thành công. Anh Vinh quăng vô đầu em là thành công. Anh Vinh ơi, anh lớn nhất á. Anh lớn nhất á. Ủa ông này ổng hả, bạo lực quá. Anh quăng em đúng không? Xin lỗi, xin lỗi. Thôi nãy giờ nghiêm túc nè. Thôi nãy giờ nghiêm túc nè. Hai người sao mà ném không được là vậy, đội mình về về nhì. Mình được rất nhiều. Mình bà. Nãy giờ tao giỡn thôi, bây giờ chơi thiệt nè. Chơi thiệt đi Quy. Chơi thiệt đi. Đừng cố nữa. Đừng cố nữa. Bắt sao? Quy ơi. Anh tin em sẽ làm được Ngọc. Bao nhiêu trọng trách đã đặt lên vai một cô gái chơi không hay. Chị Ngọc chơi cô đến 10 năm rồi đó. Lan Ngọc. Lan Ngọc. Ba, hai, một, lên. Rồi này rớt rồi. Rồi này rớt rồi. Rồi này rớt rồi. Đi vô đó đi. Đội trắng
thành công, các bạn giành được huy chương bạc. Thường thường ấy, sợ đỏ mà. Đưa cuối cùng. Mấy cái giải tệ tôi đưa đầu tiên. Mấy cái giải tệ tôi đưa đầu tiên. Nè, Jun, mỗi loại giải của... Này là giải giải đồng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nè, chia cho mấy đứa. Đây đây. Bạc nè. Giải bạc. Cái. Đó. Pháp, kiểu pháp, kiểu pháp. Ngày hôm nay còn dài mà, anh lo gì? Ủa đâu rồi? Không sao. Ngày hôm nay còn dài mà, anh lo gì? Ủa? Ủa? Anh kia? Tao thấy rõ ràng. Đúng rồi. Ủa đâu rồi? Sao cắp nè. Chúc mừng đội bên kia. Lấy lại anh nghe chở một con hàng nữa. Đưa chạy đâu.